Mới ra cái nồi này hả? Mới ra cái nồi, bát nồi nữa chứ. Đây là mình nấu hết gạo thôi được. Đây là cá ngừ. Gà kho sả ớt. Có sự hỗ trợ của em Lệ hàng xóm vô bạc. Anh sô cô sô cô la thôi. Anh sô cô la không ha? Sô cô la mà sô cô la đắng á, đừng có nhân là được. À. Dạ. Sô cô la Mỹ đàng hoàng. Và sô cô la thanh á. Cho nhiều nước cho mà thôi nhiều ký nhiều quá thì cho nửa ký không được. Không yêu cầu chi nhiều à? Dạ, kẹo thôi. Đấy, mỗi phần cơm là một bịch vậy đó quý vị. Bịch dày với một bịch canh với rau xào nữa. Một bịch canh rau xào. Hai nồi gà kho và một nồi cá ngừ kho cho 100 phần cơm. 100 phần cơm không đồng. Đây là một phần thức ăn đây. Thức ăn này. Đây. Một bịch mắm, bịch canh, bịch rau và một hộp cơm. Đây vô bịch hết vậy đó cho bà con dễ sử dụng. Cơm để riêng, mắm để riêng. Bà con để lâu ăn cũng được, khỏi có sự thiêu. Nhìn là thấy rất là hấp dẫn, gà kho sả ớt. Còn cơm thì cỡ 3 nồi như thế này đây. 4 nồi hả? Thì cứ nấu ha. Cái nấu vô rồi đó. Rồi, được rồi đó. Đấy, đây là rau bắp cải xào làm rau. Đây là nồi canh. Canh bí trắng. Canh bí xanh. Canh bí xanh, bí xanh. Đấy, bắp cải thảo. Bắp. Nói đặt cho. phải có thuyết minh đàng hoàng, thông dịch viên à, đầu bếp thông dịch mới rõ. Mình là Nam Nhi, mình không rành. Đấy, nồi canh này đang nấu nha quý vị, chưa chín. Nồi canh cho 100 phần cơm đấy. Hộp cơm chừng nữa là vừa ăn đấy. Hộp cơm này trang vô là ướt cơm luôn á, hơn giá nước luôn rồi. Rồi, thì đây là một cây hộp. Cái hộp này chắc 150 quá. Rồi, bây giờ là tới công đoạn vô cơm hộp. Cứ vô đầy đó, khỏi cần cơm thêm. Một hộp rồi. Đây, một nồi canh bí xanh rất hấp dẫn. Có sự hợp tác của chị Nguyễn Thị Lệ, một đầu bếp chuyên nghiệp của xóm. Nhìn rất là hấp dẫn. Đây, 100 phần cơm đây. Cá ngừ, món cá ngừ kho sả ớt và món gà kho sả ớt, cùng với 100 hộp cơm như thế này, để gửi đến hỗ trợ phục vụ cho bà con nghèo đang chữa bệnh, trị bệnh, khám bệnh tại các bệnh viện. Và chiều nay là chương trình đầu tiên
À, được sự tài trợ của anh Ngọc Trân sẽ hỗ trợ cho bà con ở bệnh viện, đầu tiên là bệnh viện Ung Bướu và tiếp theo thì các bệnh viện khác. Đây là ngày đầu tiên, cứ mỗi tháng một ngày được sự hỗ trợ của anh Ngọc Trân chung tay để góp sức để san sẻ yêu thương giúp đỡ cho bà con nghèo đang trị bệnh tại các bệnh viện. Trăm hộp như thế này đây quý vị. Rất mong được sự hợp tác của các anh chị mạnh thường quân. Nếu lan tỏa và thấy được chương trình này thì hãy chung tay cùng với anh Ngọc Trần để lan tỏa, san sẻ và giúp đỡ cho những hoàn cảnh, những người kém may mắn đang điều trị bệnh, nằm bệnh viện và đang chữa bệnh tại các bệnh viện thuộc khu vực của thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu chương trình được mở rộng, được nhân rộng thì được sự hỗ trợ của các anh chị thì sẽ có nhiều chương trình tiếp theo sẽ giúp sức cho những người có hoàn cảnh kém may mắn, những người khó khăn cơ nhỡ, lao động vất vả ngoài đường, mưu sinh ở ngoài đường. Chẳng hạn như những người ăn xin, những người bán vé số, rồi những cô quét đường lao công, những anh chị lượm da chai, nói chung là những người có hoàn cảnh và cuộc sống khó khăn nha quý vị. Nếu được sự chung tay hỗ trợ của các anh chị mạnh thường quân thì đó là một cái sự san sẻ rất là tuyệt vời đến với bà con nghèo, bà con khó khăn. Những món ăn như thế này cũng đủ để ấm lòng, san sẻ cho bà con có những động lực để tiếp bước trong cuộc sống khó khăn của mình. Rất cảm ơn anh Ngọc Anh Trân là người đầu tiên tài trợ cho chương trình này. Và rất mong quý anh chị hãy san sẻ thêm cái yêu thương này. Rồi mới một nồi mà được chừng đó rồi đó ha. Tiếp tục là nồi thứ hai. Trăm phần và có thể bữa nay nấu bữa đầu tiên này trăm phần và có thể hơn trăm phần đấy quý vị. Về đồ ăn này thì cái lượng đồ ăn này có thể là hơn trăm phần đây. Nhưng mà chương trình tài trợ thì trăm phần, nhưng mà nấu ra thì có thể là hơn trăm phần đấy. Càng nhiều càng tốt. Bởi vì bệnh viện đông lắm, rất là đông. Xuống dưới bệnh viện cả hàng ngàn người luôn đấy quý vị. Đây là món canh đây. Canh nhìn rất là hấp dẫn. Là canh đặc lừ luôn hả? Cái công đoạn là vô canh. Một hộp cơm là một bịch canh nè, một bịch thức ăn nè, một bịch rau cải xào. Rồi nói đấy. Sớm mà. Cho tử đi. Con muốn sớm con. Dạ xong cô ơi. Vừa hả? Đấy. Đây, một phần cơm. Cơm là gì đây? Là canh. Một phần canh. Một phần canh. Đó. Rồi, ok. Đó, cô vậy. Đấy. Một phần cơm như vậy đó quý vị. Bạn đại đủ cho chứ. Trị giá là từ 25 đến 30 ngàn. Rồi sao? Chúc bà con đau ốm bệnh tật luôn được khỏe mạnh, vượt qua bệnh tật